Rồi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Chú Yêu nha. Đây, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cảnh pha súc Bình Thuận khẩm tải luôn nè các bạn ơi. Cái này móc cá cơm như ở dưới hầm, phải che cái máy dòm các bạn thân nè, ghê gớm không. Trời, giấc trưa đã về các bạn. Nắng anh em về phải móc cá cơm nhiều quá, móc phải móc lên để chuẩn bị sang cá luôn. Làm cái máy che luôn các bạn thân, ghê gớm không. Chạy tốc độ và các bạn hiểu ha. Vậy là bạn hiểu cái cơm như thế nào rồi đó bạn kìa. Ôi má ơi, đầy bon hết luôn các bạn. Trong ghe đi mười mấy người còn đó bạn, mười mấy bạn đi không đó. Bạn thấy không, ghê không kìa. Quá trời quá đất các bạn ơi, quá khủng khiếp. Số hiệu là Bình Thuận 99422TS, quá đẹp, số đẹp kìa. Ghe chở cái dáng ghe chạy các bạn khẩm tải luôn mà, quá khủng khiếp các bạn ơi. Bạn thấy không, ở phía xa xa các bạn, hồi nữa gần gần mình cho các bạn xem, chạy tốc độ xé nước luôn các bạn, chứ không phải giỡn nha. Mà do nhu cầu cá cơm khẩm tải quá nên mấy ảnh không dám tăng tốc các bạn, phải che mái dòm để móc cá lên các bạn. Bởi cá cơm anh em mình móc lên dưới hầm mỗi trưa này phải là che cho nó mát các bạn. Quá trời cá các bạn ơi kìa, này nó xa xa đó các bạn, chưa có lại cận cảnh cho các bạn xem được. Chạy tốc độ này là các bạn biết rồi, cái dáng ghe như này là khẩm mẹp là hiểu rồi đó, cái độ dày cái cơm như thế nào các bạn ha. Đó, nhiều khung cảnh nó giật giật cho mình, do thời tiết gió nó thổi mình bê các bạn, nên mình không có cầm vững để mình quay cho các bạn xem y như là người ta live stream luôn các bạn. Nhiều khung cảnh nó giật giật chứ các bạn. Đó, anh em thấy không, mặt ghe mà là cà ná đó các bạn, mẫu ghe cà ná đó bắt Phú Yên cũng về cửa cảng nữa các bạn, thấy không, trơn như một màu đen ghê không. Đó, chơi lương màu, con lương bụng màu đỏ nổi hơn chiền màu đen, sơn màu đen hết, quá dữ các bạn. Phú Yên rồi, chơi lớn nha, Phú Yên 90037TS luôn, và xúc Phú Yên này cũng khẩm luôn các bạn. Nói chung là ghe Bình Thuận với Phú Yên là hơi bị trúng đậm rồi đó nha, thấy cái mồi đó nha, ghê gớm không bạn thấy không. Ghe Phú Yên này, cái ghe này mặt nó không có đứng như cái ghe mấy ghe trước các bạn, quá tài quá đất. Ghe Bình Thuận với Phú Yên ghe này cũng trúng thẩm tải các bạn không, quá tuyệt vời luôn, và nó trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Chiếc pha súc của Bình Thuận nè, nọ các bạn ơi, quá trời rồi, tới công chuyện không bạn, tới chỉ luôn rồi, múc chỉ luôn rồi, bội thu rồi bạn ơi, khẩm luôn rồi, bội thu, quá bỏ quá đã. Cái cảnh quay ghe về cửa cảng khẩm tải này quá đã bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng anh em pha súc Bình Thuận trúng đậm ngày hôm nay, quá tuyệt vời kìa, đầy bon các bạn ơi, khủng khiếp không, có đủ đẳng cấp chưa nha. Pha súc Bình Thuận trúng đậm luôn các bạn, đầy bon nó móc, đang móc lên có phải đơn giản không các bạn, chất lớp lớp dày mịt khừ hết luôn. Đó, các bạn thấy không, cái chuồng này cũng đang kè vậy đó các bạn, hồi để sang cá đó các bạn nè. Cái pha súc Phú Yên cũng đang móc cái hầm lên luôn nè các bạn thấy không. Đó, anh em cũng đang tranh thủ rồi không, đó thấy chưa, móc cái hầm lên thấy khẩm tải chưa, ghe nào ghe nấy, tàu ghe nãy tầm bèo bèo nữa là cũng hai mấy 70 tấn đó các bạn, phải giỡn đâu nha. Đó, đang lù lù trong cái đó chưa, đang cái xuồng đang cặp chích có đen luôn bạn, để ngồi sang cá qua cho nó lẹ đó các bạn, ghe nó chắc khẩm mẹp luôn á. Còn ghe Bình Thuận hôm nay trúng đậm luôn, cái mồi ghe này chạy gì cũng trúng đậm luôn ha. Ghe mặt ghe màu sơn màu xanh rất đẹp các bạn, phải không, số hiệu là Bình Thuận 96451TS các bạn. Đó, đây các bạn, đây ống khói bọn gì xịt xịt khói luôn mà, theo kia đạp hết lóc gì cũng cản luôn bạn, chạy cái quằn ngừng luôn bạn, thấy không, quằn cái ghe qua lạng qua lạng lợi mà quá tốc độ luôn. Chạy như thế về cái cân cá cho nó chiến kịp chiến để tiếp tục chuyến hành trình, nó do mùa này là mùa cá cơm nên em vận động rất là mạnh luôn. Khi mà sang cá xong xuôi rồi bắt đầu là lấy đá lạnh nữa là đợi lấy sọt nữa là bắt đầu là mấy ảnh là tiếp tục chuyến hành trình luôn bạn. Ồ, bạn thấy chưa, ghe nào ghe lấy về thấy khẩm mẹp quay nó phê sao bạn, ghe của anh Phát Huy bạn ơi. Ồ, ghe pha súc Phát Huy về cửa cảng luôn nha, Phát Huy một các bạn,
quá tuyệt vời luôn. Ghe này cũng trúng đậm, các bạn cũng đang móc cái với hầm lên mà không có che cái máy dòm nữa các bạn. Ghe này che cái máy dòm được, tình hình cá nhiều quá đi xa các bạn, nó mới ảnh che gì đó cho nó mát, nên mình lên cá thì nó khỏe một xíu. Đó, mấy đại ca cũng đang ngồi móc cái ở dưới hầm lên để trên bon các bạn, để cho nó lẹ xíu các bạn ơi. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Cơm Bình Thuận giống như trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Thì những gì mình còn nếu có nói thiếu sót thì anh em cũng bình luận phía dưới nha. Nói chơi thời tiết hôm nay là cũng tầm 90 giờ đó các bạn, ghe về các bạn nên quay rất là trong cho các bạn xem luôn. Nó cứ giật giật thì các bạn cũng thông cảm, clip lần nó cũng vậy hết trơn mặt, do mình đứng ngoài này gió quay gió quá các bạn, thì mình không cầm vẫn được quay phát nguyên một các bạn ơi. Bình Thuận nha, cặp ghe Bình Thuận của Yên về trúng đậm luôn các bạn ơi, bể tay luôn, cả cơm đầy khoang đầy bon hết vậy đó, quay nó mới phê các bạn. Anh em diễn mới có thu nhập cao để cho anh em bám biển mới phê. Ở chiếc ghe lặn cũng vậy, cửa cảng các bạn thấy không đó, đại ca đang lấy cái bánh xe nữa hồi vô cặp cảng để xuống đừng cho va chạm đó, bạn thấy không, từ xa quay zoom xuống cho các bạn xem thấy không, nhưng gần cho các bạn xem thấy cabin thiết kế chung là quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đó, phải nói là không có còn gì mà để mình để nói đâu bạn, luôn đẹp. Nó thời tiết nó vô nó nắng nó chói các bạn, chú chiếu là cá cơm và đầy bon các bạn kìa. Trời thật ơi, má ơi, quá dữ dằn các bạn ơi, quá khủng khiếp luôn. Ghe này của nó chở đầy bon luôn các bạn, phải nói là hai từ là quái chuẩn luôn. Cá cơm, mùa cá cơm nó ảnh hoạt động rất là mạnh luôn. Thì nói chung là ghe nào cũng vô đây cũng khá là nhiều bạn, hàng trăm tấn cá cơm mỗi ngày không ạ, 200-300 tấn không, ghê lắm. Về đây hoạt động rất là mạnh luôn, ghe dòng pha xúc Phú Yên, Đà Ná, Ninh Thuận, Quảng Ngãi rồi về đây đánh bắt rất là mạnh luôn các bạn. Nói chung là bán cá rồi các bạn ơi, nói chung là cũng vô mùa anh em cũng đánh bắt rất là nhiều. Đúng thì mình quay clip cũng đi theo mùa các bạn, không phải mùa nào mình cũng quay mỗi mẫu ghe này các bạn xem đâu. Đây khung cảnh đang sang cá ngoài cửa cảng các bạn. Đó, nãy ghe nãy về cửa cảng này, ghe này sang cá ngoài cảng các bạn ơi. À, mà anh làm cũng đang rất là nhộn nhịp bạn không, chắc lên 3-4 lớp bạn thấy ghê không. Đó, mình nói mình đâu có xạo đâu, mình phải nói mình có mắt có trứng đâu bạn, các bạn thấy ghê đang đã nói sao xuồng thì cái này gọi là xuồng các bạn. Nhiều anh em ta nói là tàu không kêu tàu, xuồng không kêu xuồng, ghe không ghe, cũng tùy thêm mỗi một vùng miền gọi kêu gọi khác nhau nha anh em, mình cũng thông cảm cho mình những vấn đề đó thì mình cũng chia sẻ với anh em, thì anh em cứ tham khảo đi rồi chất nóc mình nha. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã góp ý và ý kiến, thì anh em nói đúng thì cũng tùy theo vùng miền mà kêu như vậy nha, thì mình cũng biết xuồng ghe tạo chứ không phải mời một vùng miền là mình cũng biết chứ các bạn. Đó, chiếc xúc hồi nãy vô bạn dùng quay đầu để chuẩn bị hạ neo sang cá xịt có đen các bạn, ghê không, thôi quay mình nghĩ mình truyền miếng cái bạn cho các bạn xem kìa, đạp xịt nước luôn bạn, quá dữ. Nhìn cái khung cảnh ghe vào cửa cảng là cá trúng đậm các bạn phải hiểu không, chạy tốc độ rất là chậm rãi, mẹp bạn không. Đó, anh em cũng đang giặt cái mùng của bạn không, là lưới đó đang giặt lưới đó bạn, mùng nó bảy cá cơm thôi, hai ba ghe đang giặt các bạn không, về đây tranh thủ giặt xong xuôi là bắt đầu là tiếp tục chuyến hành trình nữa đó các bạn. Đó, tiếp tục mình quay chiếc ghe sang cá cho các bạn xem. Đó, lót cái miếng đó lên để cho thêm một lớp cá cơm lên nữa các bạn, để cho nó vững các bạn, thấy không, khẩm mẹp cái ghe luôn các bạn, thấy ghe không, khủng khiếp không. Đó, vậy đó các bạn, hiểu bao nhiêu tấn cá cơm, bộ máy 20 tấn không đó các bạn ơi, quá trời cá các bạn thấy không kìa, sọt kia không, không biết sọt bao nhiêu ký thì anh em mình biết thì về comment cho mình nha. Sọt bự có, sọt nhỏ có các bạn, cũng tùy theo loại cá cơm, có lớn có nhỏ nữa nha, anh em cũng phân chia hết trơn các bạn. Thì khi mà lên cân cho thương lái thì cứ việc chất bên cá bự bên cá nhỏ các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với anh em những thước phim trên giao hàng, là giao nhận hàng trên biển luôn các bạn, xong lấy cá xong xuôi là tải lên cảng rồi là mới ảnh tải một ga một xuồng đá lạnh nó ra luôn các bạn, để lên cho ghe pha xúc các bạn.
xong ảnh tí mới ảnh mới tải ba cái sọt cho game, mới đầu là game tiếp tục chuyến hành trình này đó các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh em và đã ủng hộ và chia sẻ của kênh Bình Thuận với suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Rồi video của mình tạm thời kết thúc video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Bình Thuận dấu yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ở những thước phim hay và hấp dẫn lôi cuốn ở phía sau, mong chờ đợi các bạn ở phía sau nha.